大家好，欢迎你们来考老师的频道。Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của cô Đào. Thì cô Đào hôm nay thử cho mình đi trà sữa theo tuần ha. Thì đây là quán Ủ Sĩ Lãm, khá là nổi tiếng. Cô Đào rất là thích phong cách của Ủ Sĩ Lãm. Một là thức uống ngon, thứ hai là có thể tiết kiệm được 1-2 đồng nếu như mà sử dụng ly của mình. Thứ ba là phải nói nhân viên ở đây rất là chuyên nghiệp, rất là quan tâm tới khách hàng ha. Nên ở đây nhiều khi á, người ta bán trà sữa cũng là một cái nghề chính và người ta thích làm như vậy và người ta rất là có nghiệp vụ. Mời mọi người đến Đài Loan để uống Ủ Sĩ Lãm.